trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố em cũng tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chờ tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Khi tôi soi tôi trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đêm tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen. Cả lớp trật tự, mình có việc quan trọng cần phổ biến. Cả lớp chú ý. Tớ việc quan trọng cần phổ biến. Biết ngay mà. Có thông báo mới đây. Đoàn trường vừa phát động phong trào dọn vệ sinh toàn trường. Trật tự đi, để tớ phổ biến cho. Kể từ ngày hôm nay, các lớp sẽ chia nhóm, lớp phiên nhau dọn vệ sinh toàn trường. Lớp nào làm tốt thì sẽ miễn tiền vệ sinh. Ừ, vụ này nghe chừng khó khăn đấy. Khéo chẳng ai thân tham gia ấy chứ. Tớ thấy là cứ nên thu tiền đi, chứ tự dưng bắt cả lớp đi gom rác khắp trường, có mà mệt chết ý. Nghĩ đến thôi lại thấy rùng mình rồi. Tớ chả dại. Thật đấy, cả ngày đi học mệt bầu hơi tai, lại còn phải đi nhặt rác nữa. Ai thích thì tớ nhường. Nhà tớ còn chưa quét nữa ấy. Thôi đóng tiền đi. Đóng tiền đi, cả lớp mình đóng tiền đi. Tớ chưa nói hết. Bên cạnh việc miễn tiền vệ sinh thì chúng ta sẽ được phần thưởng nếu như làm tốt. Phần thưởng gì? Tất nhiên, đã tuyên dương thì phải có khen thưởng. Mà đã khen thưởng, tất nhiên phải có hiện vật đi kèm. Cái gì đấy? Nhiều tiền không? Mọi người chân tự. Đấy là bộ phim 20 ngày may mắn. Bộ phim phiên bản 3D mới nhất ở Việt Nam. Sao tự nhiên trường mình lại ăn chơi đấy nhở? Nếu cậu không tin, mọi người không tin thì có thể xem ở bản tin trường. Thế ý mọi người như thế nào? Bí thư, cho tớ một chân nhá. Mai Lâm, cho tớ đăng ký tham gia nhá. Ok, như vậy nhá, mỗi nhóm sẽ 3 đến 5 người. Và các bạn hãy đăng ký nhóm của mình đi. Sau đó viết vào sổ này nhá. Tớ để đây. Cho người khác còn đăng ký nữa. Này, nghe gớm nhở, tặng cả vé xem phim cơ đấy. Không biết phim hay không? Tớ có tưởng tượng khi sờ vào túi rác tớ thấy ghê ghê ấy. Thật ý, kinh ơi là kinh. Bạn ấy phát biểu cảm tưởng khi mà mình phải chạm tay vào rác. Cảm tưởng nhỉ? Cái sự nghiệp xem phim, tớ quyết đi dọn vệ sinh. Dọn vệ sinh sạch sẽ học mới vào chứ. Ai không tham gia chắc là bẩn quen rồi nhờ. Khoa đăng ký đi. Mai Lâm, cậu thì tớ giỏi không? Dù dỗ được nhóm Hồng Mỹ tham gia không phải dễ đâu nha. Ý là muốn xuống đăng tin như gì? Chuẩn đấy. À này, nhớ để dành từ cái vé xem phim nhá, tôi chưa xem bao giờ. Này, không phải cậu dọn vệ sinh chỉ vì cái vé xem phim thôi đấy chứ? Đâu mà, không có vé tôi vẫn dọn dẹp, chẳng qua là tinh thần lao động thêm hăng say thôi. Tớ đăng ký thôi. Này, tin được không? Lớp mình 100% tham gia. Tinh thần lao động của lớp mình cao như thế. Gớm, nếu không có cái vé xem phim thì chẳng ai thèm đăng ký ấy chứ. Cậu nói thế nào ấy? Chẳng qua là lớp mình thấy sạch sẽ nên làm thôi. Có phải ai cũng thích xem phim đâu. Kiểu gì thì kiểu, cứ phải cố giành giải, phải kiếm cái vé xem phim mới được. Chuẩn. Tớ sẽ thiết kế cho nhóm mình mấy kiểu khẩu trang thật là xì tin, để làm việc cho thêm phần hứng thú. Thấy ý tưởng đấy hay đấy. Hay là tớ sẽ cho cậu làm nhà tài trợ khẩu trang cho lớp mình. Được không? À, xem bạn nào cần thì cậu làm luôn cho mọi người đi. À, hay làm luôn cho cả lớp đi. Quên đi, khẩu trang của tớ là hàng độc, số lượng có hạn, chứ không phải ai muốn cũng được đâu. Thế không phải là chỉ có một mình tớ đeo à? Quên đi Mai Lâm, rồi một ngày không xa, khẩu trang của tớ sẽ được biểu diễn trên sàn diễn thời trang quốc tế. Cậu nhớ nhá. Ôi. Bằng. Alo Ala.
gì đấy, may khẩu trang à? Có cần được sang giúp một tay không? Ừ, tớ đang vật lộn đây, đến đây đi. Mà thôi, không cần đến đâu. Cậu đến lên cắt hết đúng vải của tớ. Này nhá, thế thì thôi vậy, tớ đi ngủ đây. Thế đấy, ngủ đi. Con gái em đứa vô duyên. Thôi mà La La, cùng lắm là ngày mai tớ sẽ đeo khẩu trang của cậu là được chứ gì. Này, không phải nói thế đâu nhá, hàng của tớ nó hơi bị độc đấy. Thôi được rồi cô ạ, tớ đi ngủ đây, cố gắng mà làm đi nhá. Nhưng mà cũng ngủ sớm đi, mai còn đi học nhá. Bye bye. Cố lên La La tội nghiệp. Cả lớp phải xem Hồng Minh trổ tài đây. Hoa bên trái, Tú bên phải, tớ đứng im. Sao lại thế? Có nghĩa là mỗi cậu rộng nửa lớp, còn tớ sẽ đứng chỉ đạo từ xa. Gì? Thôi nhìn gì nữa, đi làm đi, đi làm đi. Bên kia kìa, dọn đi. Ngăn bàn nữa kìa. Hãy ban cho